Xin chào anh em, cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài đặt và sử dụng cái EFT Pro những cái bước đầu tiên ha. Ở đây là có hai cái dàn EFT Pro mình bán này, hai cái dongle này ha. Bây giờ để trước tiên khi xài được những cái này thì anh em lưu ý là bên cái nhà sản xuất cũng như là bên mình khuyến cáo là anh em phải xài Win 10 64 bit ha. Đây, để kiểm tra Win 10 64 bit thì anh em vô coi cái đây nè, Win 10 64 bit mới chạy ok ha. Cũng như cái tool PK3M hỗ trợ của FT rồi mình cũng phải xài Win 10 64 bit mới chạy được. Còn mà xài 32 bit hay là Win 7 rồi thì không có xài được ha. Đây, cái này bắt buộc xài Win 10 64 bit. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắm cái thiết bị EFT này vô. Cái mới thì anh em chỉ việc cắm này vô này ha, cắm vô máy tính. Trên Win 10 thì nó sẽ nhận cái driver và nó kêu ten ten cái là được. Anh em khi đó nhận thì anh em sẽ tải cái tool hỗ trợ của mình đưa lên. Anh em chuột phải nè, giải nén tập tin này ha. Lưu ý là giải nén ra mới xài được nha, còn chưa giải nén là chưa xài được. Cái password thì mình cũng có gửi rồi, password ha, password giải nén thì khi mình copy mình bỏ vô thì mình giải nén thôi. Giải nén password này ha. Rồi điều tiếp theo mình cần lưu ý là gì, là khi mà giải nén xong rồi thì mình sẽ mở cái tool hỗ trợ này lên. Đây, lưu ý là mình đã cắm cái này rồi nha, mình đã cắm cái thiết bị này vô đây rồi, đã cắm cái EFT rồi vô máy tính này nè. Đây là một cái dạng tool EFT rồi này, cái dongle này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình bật lên nè để khắc phục các cái lỗi nha. Đây, cái này mình cứ bấm ok đi. Đây, cái lỗi anh em hay gặp nhất là lỗi này ha. Cái lỗi này là nó nói là cái setup của ngày trên cái tool nó khác với cái định dạng của máy tính. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành cái này khác với cái định dạng của tool ha. Bây giờ mình sẽ vô đây, mình gõ đây nè. Đây, mình set up lại cái ngày tháng cho trùng với lại cái tool là ok. Anh em vô đây nè. Đây nè. Đây ha. Rồi tiếp theo mình bấm vô đây, format nè. Format nha. Rồi mình sẽ tiến hành cài đặt. Cái dạng của nó là dạng đây là ngày nè, tháng năm. Bây giờ mình chỉnh theo cái dạng của tool ha. Cái dạng của tool là đây, tháng rồi ngày rồi mấy năm nha, tháng rồi ngày mấy năm đó, ok chưa. Đây, ok nè. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra lại ở đây ha, tháng này, tháng 1, ngày rồi năm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở lại cái tool nha. Đây, anh em bấm như này. Rồi ok. Đây, sau khi mà anh em mở cái tool này lên thì anh em sẽ copy cái này. Copy cái này ha. Và anh em gửi cho gửi cho phụ kiện ma mìn này. Gửi cho mình ha. Đây. Nhắn tin cho mình. Xong rồi anh em sẽ lấy được cái mã login của cái token này ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm login. Sau khi login thành công thì mình sẽ ra cái giao diện này. Đây ha. Anh em lưu ý là khi mà đã login thành công thì bây giờ mình sẽ tắt đi mở lại nè. Khi login thành công rồi thì lần sau đăng nhập nó sẽ tự động lưu cái mã ha. Lưu cái mã trên cái mục login này. Và anh em chỉ việc bấm vô thôi ha. Chỉ việc bấm vô thôi. Login. Cái này mình thêm đoạn code để cho nó đỡ rườm rà hơn ha.
Rồi sau khi mà Login mở được cái tool này thì anh em đã cắm cái thiết bị FT này vô rồi nè. Cắm vô rồi thì mình sẽ bấm run FT Pro này ha. Run. Và mình sẽ chạy cái giao diện của FT Pro bản mới nhất hiện tại là 3.7.2. Rồi mình đợi cho nó load lên ha. Đây. Cái này nó sẽ báo là cái này mình sẽ chọn bên dongle này ha. Dongle. Tại vì mình lấy dongle mà nên mình sẽ chọn dongle ha. Sau khi đó thì mình nó kêu là series này đã sẵn sàng, mình bấm vô register ha. Sau đó mình sẽ bấm vô thông tin này. Thông tin tên này. Số điện thoại, password mình muốn đăng ký, rồi mình sẽ bấm chọn quốc gia ha. Ở đây, xong rồi mình sẽ bấm submit. Cái này mình lấy một cái mới nên mình sẽ không điền thông tin vào đây ha. Đây, mình sẽ tắt cái này đây. Và bây giờ mình sẽ có một cái thông tin, cái này mình đã đăng ký rồi này ha. Mình gắn cái này vô. Cái này mình đã đăng ký rồi nha. Bây giờ mình sẽ mở cái này lên ha. Những cái thông tin đăng ký đó thì anh em tự nhập vô thôi. Còn cái này mình đã đăng ký sẵn rồi nè. Cái này mình đang xài nè. Khi mở vô thì giao diện nó vậy thôi. Đấy. Đấy thấy chưa. Mình sẽ coi lại cái thông tin này nha. Account info ha. Đây là cái thông tin nè. Thông tin của mình ha. Đó. Ngày kích hoạt gì đó. Thôi. Để mà bypass thì anh em sẽ chọn vô cái mục Apple này ha. Cái mục này là mục read info nha, nghĩa là thêm thông tin máy. Còn cái mục allow này nè, bấm vô đây để mình bypass này. Cái mục bypass màn hình hello nè, có mấy mét và không mét nè. FT rồi người ta có update cái mục feed thông báo này, nhưng mà cái mục feed thông báo này nhiều anh em kêu là không có hoạt động nên anh em sẽ xài trên cái tool PK3M hỗ trợ của mình nha. Đây, tool PK3M này mình có đây video hướng dẫn này ha. Anh em sẽ vô đây coi những cái hướng dẫn cần thiết. Ví dụ video hướng dẫn mình đã up lên trên đây toàn bộ hết này ha. FT Pro sao sao. Bấm trên đây ha. Bấm video này. Hỗ trợ video trên đây luôn này. Đó. FT Pro nè, fix thông báo nè, bypass nè, Direct nè, mấy cái chút xíu video này mình cũng sẽ up lên đây nha. Cái link FT này thì nãy nói rồi, cái này fix lỗi của FT trong cái quá trình bypass này là tool fix thông báo này ha. Đây, fix thông báo hoạt động rất là ok. Đây là off allow nè, pay iOS nè. Ở bài lao trong đây mình có viết hướng dẫn rồi, anh em chỉ việc mở cái file guộc lên anh em coi thôi. Tool FaOS này ha. FaOS. FaOS này. Đây mình mở lên coi ha. FaOS nè. Đó. FaOS này là để dùng để ghép sim nha. Ghép sim với lại backup SSD này. Tool này là để xóa cái mật khẩu. Xóa trắng cái máy nha. Khi mà mình bypass passcode thì mình xóa trắng máy hoặc là mình chặn cập nhật gì đó. Đó là mình đang nói qua cái chức năng của cái tool FT Pro mà mình hỗ trợ nè. PK3M support ha. Đây. Rồi cái này là cái bypass mà hình passcode này. Khi mà mình generate rồi mình bypass cái này là mình get file hoặc là mình gì đó mình làm full sóng ok ha. Full hết nha. Nếu mà read đủ file thì full hết. Rồi cái này là cái check iOS để trong quá trình mình làm hoặc là sau đó hỗ trợ thì mình coi OS bao nhiêu để mình đưa ra cái giải pháp cho phù hợp. Cái này là cái hướng dẫn video hướng dẫn của mình về cái Jared iOS 14 chấm đối với A9A10 mà lỗi trừ 20 nữa hả. Cái này là check FT update nha. Ví dụ sau này có vấn đề gì thì anh em có thể bấm vô cái này để coi cái bản update của cái nhà phát hành FT hiện tại là 3.7.2 nha. Rồi cái này là cái FT support.
Cái này là cái group support của FT. Anh em bấm vô đây, nó sẽ ra cái trang này ha. Ra cái trang này. Và anh em vô như đây để mình support với lại FT này. Đây. Đó. Rồi mấy cái này là cái thông tin bên tool mình này. Đây là cái giao diện ha. Anh em xài cái này thì như mình đã nói là cắm cái FT vô ha. Cắm cái FT vô. Rồi mở cái tool này lên. Và mình sẽ đăng ký thôi. Đó. Cái tool này thì bên mình cung cấp cho các anh em mua cái FT Pro bên mình ha. Rồi anh em nào mà có FT Pro mà muốn xài cái tool này thì mua phụ kiện. À, bên phụ kiện Ba Miền cái anh em có thể liên hệ Facebook này nè ha. Facebook Nguyễn Hữu Công này, mua hàng phụ kiện Ba Miền để nhận cái tool ha. Rồi, cái video hướng dẫn mình kích hoạt cũng như các tính năng của FT Pro đến đây kết thúc. Rồi, cảm ơn anh em.